Ca sĩ Hương Lan, giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc cổ truyền cải lương với những ca khúc nổi tiếng với một thời sống khá kín tiếng. Ít ai biết, bà từng trải qua hai lần hôn nhân với nhiều thăng trầm. Hương Lan tên khai sinh là Trần Thị Ngọc Anh, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật bởi bố mẹ cô đều là nghệ sĩ cải lương. Vì vậy, ngay từ bé, Hương Lan đã bộc lộ được năng khiếu của mình. Sau này lớn lên, cô đi theo dòng nhạc cải lương và gặt hái được nhiều thành công. Năm 1975, danh ca chính thức kết hôn với nghệ sĩ Chí Tâm. Hai năm sau đó, Hương Lan hạ sinh con đầu lòng và đặt tên là Bảo Nhi. Năm 1998, vợ chồng danh ca di cư sang Pháp, sau đó tiếp tục sinh thêm người con thứ hai với tên gọi Patrick Bảo Trang. Tại Pháp, vợ chồng Hương Lan gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ đó, mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng phát sinh. Hai năm sau đó, cả hai quyết định chia tay trong nhiều tiếc nuối của khán giả. Năm 1985, Hương Lan cùng hai người con trai chuyển đến Mỹ sinh sống. Tại đây, nữ danh ca bắt đầu lại sự nghiệp ca hát của mình và dần gặt hái được nhiều thành công. Hương Lan được nhiều người biết đến với dòng cổ nhạc. Thời điểm đó, Hương Lan và ca sĩ Tuấn Vũ là cặp song ca đình đám trên thị trường hải ngoại. Trong một lần tham dự bữa tiệc sinh nhật của Evit Phương, nữ ca sĩ gặp gỡ và quen biết chàng kỹ sư Đặng Quốc Toàn. Cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân sau 2 năm hẹn hò. Có thể nói đây chính là kết thúc viên mãn với cuộc hôn nhân của bà sau một lần dỡ vở. Đối với cuộc hôn nhân này, Hương Lan từng chia sẻ ông xã hiện tại của mình là một người hiền lành, rất kiên nhẫn, đặc biệt rất yêu thương gia đình. Anh chính là một người chồng, một người cha tốt. Đặc biệt, năm 2020, bà trở về Việt Nam và tổ chức lễ cưới trước sự kinh kiến của người thân, bạn bè cùng người hâm mộ. Danh ca Hương Lan được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc hôn nhân. Hiện vợ chồng nữ danh ca đang ở trong một ngôi nhà có diện tích hơn 1.000m² tại bang California. Trong đó có hẳn một khu vườn trồng đủ các loại rau do chính ông xã thiết kế, khiến nhiều người ao ước. Ở tuổi xế chiều, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên đi hát, gặp bạn bè và dành nhiều thời gian vui vẻ. Bên các cháu nội của mình, có thể nói bà đã tìm được hạnh phúc cho cuộc hôn nhân thứ hai này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.